Việt Nam đang trong quá trình phát triển trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, hệ thống điện công nghiệp giữ một vai trò quan trọng then chốt, từ kinh doanh, sản xuất cho đến sinh hoạt hàng ngày của con người. Ngành điện công nghiệp có nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo sự vận hành ổn định của nguồn điện, đồng thời phát triển hệ thống truyền tải điện an toàn, hợp lý và hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dân sinh. Dù không phải là chuyên ngành hot hiện nay, nhưng điện công nghiệp luôn là mỏ vàng cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ vì tính chất công nghiệp hóa ngày một tăng cao trong kỷ nguyên 4.0. Đón đầu xu hướng xã hội, trường cao đẳng FPT Polytechnic đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành điện công nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Tại đây, các bạn sẽ được đào tạo sát thực tế về sử dụng dụng cụ đo, lắp ráp, sửa chữa các thiết bị chiếu sáng, khảo sát, vẽ sơ đồ triển khai dây quấn, kỹ năng quấn dây tại các loại máy điện quay, đo, thiết kế, lắp đặt, vận hành mô hình hệ thống cung điện, sử dụng thành thạo phần mềm Power World Simulator và khai thác các khả năng của công cụ Power System Blockset trong MATLAB, thiết kế hệ thống điện, mạng điện phân phối, mạng cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp, kỹ năng lập trình điều khiển, lập trình vi xử lý cơ bản, PLC cơ bản, lập trình thời gian thực, lập trình giao diện người máy. Bên cạnh việc học, FPT Polytechnic còn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học tập năng động, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, thực hành và phát triển toàn diện các kỹ năng với các hoạt động hấp dẫn như thủ lĩnh sinh viên, câu lạc bộ, đại nhạc hội âm nhạc Happy Bee. Không chỉ chú trọng vào chất lượng đào tạo và các hoạt động ngoại khóa đa dạng, trường cao đẳng FPT Polytechnic còn kết nối với hơn 500 doanh nghiệp uy tín, cam kết hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Nhu cầu nhân lực cho ngành nghề này rất lớn, vì thế nên các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí đa dạng như chuyên viên kỹ thuật làm việc tại các nhà máy sản xuất điện, chuyên viên kỹ thuật làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện công nghiệp, chuyên viên thiết kế mạng lưới điện công nghiệp, quản lý, sản xuất thiết bị điện công nghiệp, chuyên viên kỹ thuật làm việc tại các dây chuyền sản xuất tự động, các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp, chuyên viên kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện năng, chuyên viên kỹ thuật vận hành, bảo trì hệ thống điện công nghiệp, thi công hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất, hệ thống bảo vệ an ninh, an toàn điện. Trường cao đẳng FPT Polytechnic đào tạo chuyên ngành điện công nghiệp tại cơ sở Hà Nội, điều kiện xét tuyển, tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào tạo chỉ trong 2 năm. 97,7% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Hãy đăng ký nhập học tại trường cao đẳng FPT Polytechnic ngay hôm nay!